Để mình kể cho các bạn một câu chuyện nhé. Cách đây khoảng tầm 7 đến 8 năm, cái thời điểm đó ấy, ở Việt Nam chưa có thực sự quá nhiều cửa hàng nước hoa, hay là cái việc mà các bạn đi ra đường, các bạn gặp những người trẻ, chưa chắc các bạn đã ngửi thấy trên người người ta có nước hoa. Ở cái thế hệ đầu 9X như mình ấy, cái thời kỳ mà loanh quanh khoảng tầm 2010-2012 thì cái việc dùng nước hoa nó rất là hạn chế, phải là rất sành điệu, rất tự tin thì mới dám dùng nước hoa. Vì cái thời điểm đó ấy, những bạn trai mà dùng nước hoa nó là một cái gì đấy có phần điệu đà, thậm chí rằng là được xét vào những người kiểu hơi đồng bóng một xíu, thậm chí là LGBT luôn. Thời điểm đó là các bạn biết rằng cái việc dùng nước hoa, thậm chí là LGBT nó bị kỳ thị đến như thế nào ở Việt Nam. Nhưng mà có một mùi hương ấy mà các bạn chỉ cần đi lên những cái phố như kiểu Mã Mây, Đại Hiện, hay các bạn vào những quán bar, các bạn nhìn những cái cặp đôi nam nữ ăn mặc rất là sành điệu, rất là thời thượng, thì đây là một cái mùi hương mà họ rất hay xịt, từ nam cho đến nữ. Thậm chí là có những cặp đôi mua mùi hương này để xịt chung, để tạo đây là một signature scent. Có tò mò không? Tò mò đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ kể cho các bạn về mùi hương đó. Mùi hương mà mình muốn nói trong ngày hôm nay đó chính là chai nước hoa này. Một sản phẩm của nhà Tom Ford và nó có tên rằng Black Orchid, và dịch ra từ tiếng Anh thì nó là kiểu hoa phong lan đen. Nhưng trước khi vào em nó thì mình cũng rất là muốn chia sẻ thêm một chút về perfumer, về cái dấu ấn đặc trưng của thương hiệu Tom Ford. Thì Tom Ford sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình gọi là có điều kiện. Các bạn có thể nghe nhiều perfumer vượt lên những hoàn cảnh khó khăn như là Saint Laurent, hay là những cái perfumer khác, người ta trái ngành trái nghề rồi có một cái niềm yêu thương, một cái niềm đam mê bất tận với mùi hương, và rồi người ta nhảy sang và có những thành công. Nhưng mà với Tom Ford thì ông là con của một nhà đầu tư bất động sản khá là nổi tiếng, và tóm lại thì gia đình có điều kiện và ông cũng đã có cái cơ sở để có thể phát triển nhiều hơn và theo đuổi những cái đam mê mà ông mong muốn. Sau này thì có một vài cái biến cố cũng như là những cái dấu ấn trong cái lịch sử của cuộc đời ông, và chúng ta sẽ thường được nghe tới Tom Ford là người vực dậy cái thương hiệu thời trang Gucci, rồi cũng là người làm cho Yves Saint Laurent, và sau này thì ông ra làm cho những cái thương hiệu riêng. Mặc dù cái sản phẩm, cái mảng mỹ phẩm của Tom Ford thì đã bán cho Estée Lauder từ khá lâu rồi, nhưng mà thời gian gần đây thì các bạn cũng được nghe thấy là gần như rằng Tom Ford cũng đã chuyển giao toàn bộ cho Estée Lauder bán nốt những cái mảng còn lại trong năm 2022 hay là 2023 gì đó thì mình không nhớ rõ. Nhưng chúng ta sẽ thấy rằng cái gọi là cái nội dung mà Tom Ford làm ở trong những cái sản phẩm từ thời trang cho đến phụ kiện cho đến kể cả nước hoa, nó luôn luôn xuyên suốt. Ông thì hoàn toàn là một người LGBT và ông cũng đã kết hôn với cựu tổng biên tập của tờ báo Vogue, và người đồng hành cùng với ông thì cũng vừa mất vào năm 2022 gì đó, khoảng đấy mới thôi. Mình cũng không cập nhật gọi là chính xác được cái này, mình hôm trước có đọc qua nhưng mà mình quên mất, mình không ghi lại. Thì Tom Ford là một người là có quan điểm rằng trung thủy, nhưng những cái sản phẩm mà ông sử dụng để quảng cáo ấy thì nó lại có cái hình ảnh khá là nóng bỏng, thậm chí rằng nó đã từng bị cấm ở những cái quốc gia, ví dụ như kiểu Italia, khi mà ông quảng cáo cái sản phẩm nước hoa sử dụng một cái hình ảnh một người phụ nữ nằm ngửa và che đi những cái vòng một và sử dụng chai nước hoa để che đi cái một cái điểm khá là nhạy cảm ở cái phần dưới của phụ nữ. Và cái poster quảng cáo này đã hoàn toàn bị cấm tại Italy. Và ngoài ra thì đến năm 2014 thì ông còn cho ra một cái phụ kiện đeo cổ và nó có một cái hình rất nhạy cảm của nam giới. Thời điểm đó thì ông cũng nhận được rất nhiều chỉ trích từ Cơ Đốc giáo và từ những cái tôn giáo khác về cái vấn đề là sử dụng những cái hình ảnh rất nhạy cảm mà đôi khi người ta nhìn nhầm đó là thánh giá, đó là những cái hình ảnh biểu tượng của những cái tín ngưỡng khác nhau.
Đó, nhưng mà đơn giản ông chỉ nói rằng là đây là cái sự sáng tác nghệ thuật và các bạn nhìn như thế là do các bạn suy nghĩ như vậy. Đó, và ở trong nước hoa thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái tác phẩm của ông. Mặc dù cái mảng mỹ phẩm, mảng nước hoa của ông đã bán cho Estée Lauder khá lâu rồi, nhưng tại vì nó vẫn gắn cái mác là sản phẩm của Tom Ford, nên là mình nghĩ rằng cái việc đặt tên chắc chắn là phải theo cái trend, theo cái nội dung mà họ gửi gắm trong cái thời gian khi mà sản phẩm ra mắt. Và chúng ta có thể nghe tới Lord Cherry, các bạn có thể hiểu ra, các bạn có thể nghe Beat the Beat hay là Robrick, rồi những cái mùi hương như là Fabulous. Đó đều là những cái mùi hương mà chúng ta nghe thôi nó đã rất là kiểu thu hút, rất là kích thích, thậm chí rằng đôi khi nó còn khá là bậy. Và cái sản phẩm Fabulous thì người sau này người ta phải che đi cái phần tên ở phía trước, thì các bạn biết rằng là có những cái mà ông sử dụng nhiều khi nó hơi quá đà và người ta bị chỉ trích khá là nhiều. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn lại một cái điều rằng đó là cái sự xuyên suốt trong tất cả những sản phẩm mà Tom Ford làm ra và hướng tới truyền tải tới người dùng. Quay trở lại với cái sản phẩm Tom Ford Black Orchid trong ngày hôm nay thì các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy đây là một cái thiết kế rất rất đẹp. Nó có một cái màu đen bóng rất đặc trưng cùng những cái kẻ sọc xuống như thế này. Trông mình rất ấn tượng với cái thiết kế này tại vì nó như kiểu là những cái bộ tuxedo của nhà Tom Ford vậy. Không quảng cáo quá rầm rộ nhưng mà những cái bộ tuxedo của Tom Ford ấy, nó luôn luôn được những cái người gọi là diễn viên, những cái người nổi tiếng khi mà đến thảm đỏ người ta sử dụng. Và đặc biệt là vest của Tom Ford thì khỏi phải bàn luôn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy những cái điểm nhấn rất cơ bản bằng cái tông màu vàng. Trông nó thực sự là sang chảnh ấy. Đây. Đấy. Từ cái phần tên đó là Tom Ford Black Orchid, chai này là chai 30ml và một cái phần gọi là cái phần dây cài ở đây trông rất xịn sò luôn. Tóm lại là về thiết kế của những cái sản phẩm của Tom Ford ấy, thì không có gì để bàn cãi cả. Chai càng nhỏ thì càng xinh, càng to thì tôi lại trông hơi hơi thô một tí. Và cái perfumer làm ra hai cái mùi hương này thì ông đầu tiên đó là ông David Eppen. Thì ông này nói thật là mình gần như không có một chút thông tin nào cả. Ngoài ra cái perfumer mình thấy rằng cũng đồng hành để sản xuất ra mùi hương này đó là Pierre Green. Ông này thì là một perfumer của Firmenich và ông cũng là người đứng sau rất rất nhiều những mùi hương nổi tiếng của nhà Amour như là Interlude, Opus 7 và những cái mùi hương của David Beckham. Thì các bạn cũng phải biết rằng là đây cũng là một perfumer, một chiếc mũi cũng có thể rất là đình đám và nổi tiếng. Tại vì Amour của Interlude ở thế giới nó đã rất là nổi rồi. Và ở Việt Nam thì đây cũng là một trong những chai nước hoa được đánh giá vô cùng cao. Thế nên mùi hương của Black Orchid chắc chắn cũng sẽ là một cái mùi hương rất 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 hấp dẫn. Mùi hương này thì khi các bạn chỉ cần vừa mới mở ra ngửi đầu vòi thì các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi hoa. Thực ra ở đầu vòi thì chúng ta ngửi thấy vanilla khá nhiều, vani và một cái nét hoa. Nhưng mà khi các bạn xịt cái mùi hương này ra một phát như thế này, sorry nhé, tại vì tôi chỉ dám xịt con này một shot thôi. Tí nữa để đội nói lý do vì sao mà các bạn thấy rằng là chai nước hoa này trong vài năm rồi ở đây thì nó không xuất hiện nhiều. Một tông mùi hoa rất 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 mạnh mẽ, rõ nét, dẫn dắt chứ không kiểu mờ nhạt. Và cái tông mùi hoa này nó đến từ một loài hoa rất nổi tiếng, đó là hoa hoàng lan. Và hoa hoàng lan này thì cũng có liên tưởng tới một perfumer gọi là master perfumer khi mà ông có những sản phẩm. Và cái chiếc mũi của ông cũng là một chiếc mũi rất đắt đỏ, đó chính là Rosadope. Và kể một chút đó là hoa hoàng lan là một trong những cái nốt hương Rosadope sử dụng trong rất rất nhiều, gần như rằng hầu hết tất cả những sản phẩm của Rosadope. Tại vì ông có một tuổi thơ gắn bó với cái mùi hoa hoàng lan này rất đặc biệt, vì đây là một cái mùi có thể gọi là mùi của mẹ ông. Và đối với mình thì hoa hoàng lan nó lại mang tới một cái hình ảnh khá là dừ. Đấy là cái điều mình không thích. Và cũng là cái điều mình không muốn khám phá thêm quá nhiều những sản phẩm của nhà Rosa, vì nó sang trọng quá, nó khó xài quá,
Và có lẽ rằng là Hoàng Lan thì không phải gọi là quá ghét, nhưng mà chỉ đơn giản rằng mình không phù hợp với nó. Ở Tom Ford Orchid thì mùi hoa Hoàng Lan lên một cách cực kỳ rõ rệt. Và hoa Hoàng Lan trong nước hoa thì thường có cái nét xu hướng là thể hiện ra một cái vai mùi chuối, một chút hoa trắng và thường được mix cùng với vanilla. Ở đây thì các bạn chỉ cần ngửi ban đầu nó có một cái mùi hoa Hoàng Lan cực kỳ rõ rệt. Và cái nét này nó thêm một chút xanh. Cái mùi hương này nó sẽ không phải có cái hướng xì xút làm ve vẩy xong rồi mời gọi ban đầu, mà nó một phát nhảy ra làm chủ đạo luôn. Và các bạn sẽ thấy rằng nó như kiểu một cái món khai vị để kích thích toàn bộ cái vị giác của chúng ta. Khi mà chúng ta vào ăn những cái món ăn, chúng ta ăn đến món khai vị, món chính, xong rồi món tráng miệng với các thứ, thì đây nó là một cái món đồ ăn, nó là một cái mùi hương để kích thích toàn bộ, để chúng ta chuẩn bị đón nhận những cái gì tuyệt vời nhất mà Black Orchid mang đến. Em này thì sau khoảng tầm 5 phút với 10 phút thì các bạn đã nhận thấy rằng đây như kiểu là một cái mùi vanilla kết hợp cùng với chuối. Hay là các bạn đã ăn cái kem, cái kem Merano chuối hộp ngày xưa chưa? Mình không biết là các bạn đã ăn cái loại đấy chưa, vì bây giờ mình gần như mình không thấy nữa. Nhưng mà ngày bé mình rất là thích ăn cái đấy, kem chuối sư tử ấy. Và cái mùi hương này ban đầu khoảng tầm 15 phút sau khi xịt thì nó rất rất giống. Và về sau ở trên da mình thì nét xanh nó sẽ nhẹ bớt xuống, hoa nó cũng sẽ mềm mại hơn. Nó gần như rằng là biết rằng là có vẻ như là ông không thích hoa lắm, nên là tôi sẽ lùi xuống, nhường chỗ lại cho vanilla. Và mùi hương ở trên da nó bắt đầu có sự cân bằng hơn. Và có một cái điều nữa mà mình nhận thấy rằng ở Black Orchid ấy, đó là cái tông mùi mặc dù làm cái hơi hướng có thể chuối fruity cùng với nét ngọt, nhưng nó là một cái hướng làm xung quanh có thể là các bạn ngửi cái mùi hương này nó có cảm giác rằng là mọi thứ nó tối, nhưng mà mùi hương nó lại làm cái chính cái sự tối đó nó hắt cho cái mùi hương, tạo nên một cái hình ảnh, một cái nhân vật cực kỳ rõ rệt. Và cái món tráng miệng này nó là một cái món tráng miệng kiểu và món khai vị đúng kiểu ghi điểm luôn vào cho các bạn. Nhưng các bạn còn nhớ cái vế đầu khi mà ngay khi video mở đầu mình nói không? Đó là đây là một trong những mùi hương mà các bạn ngửi thấy từ các bạn nam đến các bạn nữ xịt rất nhiều. Cái thời điểm mà chai nước hoa này ra mắt ấy, thì Black Orchid của nhà Tom Ford, và theo như ông Tom Ford có nói, đây là một trong những mùi hương dành cho nữ giới. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, nữ giới. Chính xác, nó là cho nữ giới luôn. Nhưng cái thời điểm mà nó ra mắt và sau này khi mà nó nổi tiếng thì những người đàn ông người ta rất rất thích xài mùi hương này. Đó cũng là cái lý do mà đây là mùi hương mà các cặp đôi rất hay dùng. Có nghĩa là kiểu anh mua tặng em thì anh cũng xài luôn, vì anh thấy rằng là nó cũng rất là hợp lý, vì đơn giản anh thích sự ngọt ngào. Và ở Twilight Down mùi hương này nó có lên một cái bay mùi gỗ nữa. Khi mà hoa nó nhẹ dần xuống, cái nét chuối kết hợp cùng với vani nó tròn trịa hơn, nó tan vào nhau, thì các bạn nhận thấy một cái bầy mùi gỗ xuất hiện. Nó làm cho cái cô gái ở đây, không, người phụ nữ ở đây trở nên trưởng thành hơn, có nét gì đó mặn mà, có nét gì đó hơi kiểu đằm đắm. Thế nên là những anh chàng ấy mà chỉ cần một chút tự tin thì hoàn toàn có thể mặc lên người mùi hương này. Thậm chí rằng Tom Ford còn nói rằng những cái mùi hương của ông ấy, những cái người mặc lên mùi hương của ông không phải là người ta quan tâm đến cái giới tính của mùi hương, mà chỉ đơn giản là người ta tự tin với những cái sản phẩm của Tom Ford làm ra, người ta muốn trở thành Tom Ford. Tại vì với Tom Ford, ông ta chỉ đơn giản rằng ông ta tự tin với những gì ông ta có và ông thỏa sức sáng tạo. Và những cái người mà mặc mùi hương của ông ta chỉ đơn giản rằng muốn tự tin được như ông ta. Thì mình nghĩ rằng cái thời điểm mà lúc đấy mình còn bé, mình thực sự chưa có quá nhiều trải nghiệm về nước hoa, thì mình chỉ nhận ra một điều là khi mà mình ngửi những cái mùi hương này trên người những anh chàng xịt nó, thì đơn giản là ui, tại sao anh ta có thể xài được một cái mùi hương nó như thế nào nhỉ? Nó hấp dẫn. Mà anh ta không sợ rằng là những người xung quanh nói rằng anh ta quá điệu đà, anh ta đồng tính hay sao? Mà tự nhiên khi mà anh ta chỉ cần khoác vai một cô gái thôi, mình thấy rằng cặp đôi này trông kiểu sang chảnh thực sự, kiểu có tiền, kiểu dân chơi thực sự,
Không biết là những anh chàng đấy, những cặp đôi đấy bây giờ đã cưới nhau hay chưa, hay là kiểu người ta còn dùng cái mùi hương này không. Nhưng mà cái thời điểm đó, cái thời điểm mà cách đây khoảng tầm 8 năm đến 9 năm, mình thấy rằng chỉ đơn giản là xài nước hoa thôi, kể cả giò trắng thôi, nó đã là một cái gì rất đặc biệt rồi. Mà ngửi thấy những cái mùi hương này thì mình kiểu nhìn thấy phô mã mây thôi, nó là một cái gì kiểu rất tốn tiền rồi. Lên đấy là phải mặc đẹp, là phải mặc xịt nước hoa xịn, rồi phải có tiền tiêu mấy triệu một buổi tối. Thì đây là một trong những cái điều tạo nên điều đấy, là một cái khoảng cách rất lớn mà mình không hề hiểu gì thêm. Nhưng mà sau này khi mà mình ngửi qua và mình đã có nó thì mình mới thấy rằng là chỉ đơn giản là người ta tự tin, người ta quá tự tin. Và mình thấy rằng đúng là kiểu ăn nhau ở cái sự tự tin thôi. Chúng ta muốn gây ấn tượng hay là chúng ta đi ra đường cần mặc đẹp, tự tin ở bản thân là các bạn đã rất thu hút và nổi bật rồi. Chỉ đơn giản là các bạn không biết điều đó thôi, và cũng không ai muốn chứng tỏ rằng tôi thấy bạn thu hút lắm. Nhiều khi không dám nói điều đấy, tại vì sợ ngại thì mình bị lép vế, mình bị thấp hơn. Nên là các bạn chỉ cần đơn giản là các bạn tự tin trước gương là các bạn đã thắng được rất nhiều người ở ngoài kia rồi. Và bây giờ thì mình sẽ nói nhưng tại sao đến bây giờ mùi hương này nó không còn được quảng cáo nữa. Đúng, với những người chơi thì Black Orchid bây giờ nó trở thành một cái mùi người ta gọi là mùi của họ sự hoài cổ, hay là nhiều người thì gọi vui rằng đây là mùi của gái già, mùi này già lắm, không hợp. Với cá nhân mình thì cái thời điểm khi mà mùi hương này nó ào vào Việt Nam, nó tạo nên một cái làn sóng, thì nó là một trong những cái lựa chọn quá tốt. Mình xét Black Orchid và một trong những cái mùi thuộc vào nhóm Gu Măng. Nhưng bây giờ gần như cái nhóm Gu Măng này nó đã được định hình sang một cái hướng khác hơn, là một cái tông mùi ngọt, sô-cô-la, những thứ rõ rệt hơn, chứ không phải là cái sự mix cùng với fruity, cùng với chuối, cùng với hoa, cùng với vanilla nữa. Nên là Black Orchid có phần hơi lép vế. Và với những người trẻ thì người ta thích một cái sự ngọt ngào, nó rõ rệt và nó gần gũi hơn, là một cái sự hình dung ra cái một bông hoa kiểu ngọt theo cái hướng chuối, hay là một cái bánh, hay là cái kem merino chuối kia nó cũng không còn bán nữa. Mình thấy là chuối bây giờ mọi người cũng không khoái nữa. Đó. Và thêm một cái điều nữa, đó là khi mà sau dịch Covid thì cái thói quen gọi là tiếp cận với những cái mùi hương của mọi người dần dần nó cũng sẽ nhẹ dần xuống, mà nó như kiểu là một cái vòng lặp. Mình đã từng nói đó là nó sẽ quay lại cái thời kỳ mà mọi người thích những cái sự nhẹ nhàng, những cái sự tự nhiên hơn. Nên Black Orchid dần dần lùi lại phía sau, nhường lại sân chơi cho những cái nhóm mùi xanh sạch, hay đơn giản là ngọt đậm cho những ai chưa quay trở lại cái vòng đó. Còn mình nghĩ rằng Tom Ford Black Orchid nó cũng sẽ có một cái vị thế riêng dành cho những người có tuổi, những người tầm 9x, người ta vẫn mong chờ và người ta vẫn có một cái gu rất đặc biệt, thì người ta sẽ lựa chọn Tom Ford Black Orchid. Và cái mùi hương này thì với thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp nhất và có độ tuổi tầm từ ngoài 25 đổ ra. Và cái giới tính thì không quá quan trọng, gọi là gái già thôi, nhưng mà đây là một cái mùi hương mình thấy rằng là một trong những mùi hương được xếp vào top list, thể hiện được cái phong cách sang trọng. Một cái vai mà các bạn hay thường hỏi mình đó là mùi nào sang không, thì Tom Ford Black Orchid và những cái sản phẩm của nhà Tom Ford làm cực kỳ tốt điều đó. Cứ mà ai hỏi sang không thì các ông bán hàng hay là các bạn có thể trả lời giúp người ta, đó là hãy mua sản phẩm của nhà Tom Ford auto sang. Vì đơn giản là cầm một chai nước hoa như thế này, cầm một sản phẩm của nhà Tom Ford trong tay, tự nhiên cái tự tin chúng ta lên và cái chữ sang nó đã găm ở trong đầu rồi, thì các bạn đi, cổ các bạn cũng sẽ ngẩng cao, ngực các bạn ưỡn ra, các bạn mặc đẹp hơn và có một cái mùi hương hấp dẫn, thì đơn giản rằng nó đã làm cho các bạn sang hơn rất là nhiều. Và về độ bám tỏa của em nó thì với cá nhân mình thấy rằng đây là một trong những mùi hương bám tỏa rất tốt. Ở trên da mình trung bình tầm 7 đến 8 tiếng nó làm việc hoàn toàn có thể làm được. Và chỉ với một xịt ở trên tay như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể khiến cho những người cách bạn khoảng tầm một ngang tay hoàn toàn có thể ngửi thấy nhá. Và xịt sau gáy thì yên tâm luôn. Đây, mình xịt được một lúc rồi mà mình cần khua lên thôi là mình hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương này. Còn về cái thời điểm, cái mùa như thế nào thì mình nghĩ rằng là con này
trừ cái trường hợp là tầm 35 độ đổ ra và các bạn lao ra ngoài đường, các bạn đi ship thì bỏ qua. Còn nếu mà loanh quanh ở cái nhiệt độ tầm từ 20, 15 cho đến tầm 30 là các bạn hoàn toàn mặc được em nó. Chỉ đơn giản rằng nếu các ông có đủ tự tin và các chị em có đủ sự gọi là trưởng thành, đủ sự mặn mà và đầm thắm để có thể mặc nó lên người hay không. Và đây cũng có thể là một trong những mùi hương mà các bạn có thể mua tặng người yêu. Hay đơn giản là các bạn có thể cho cả người yêu con trai lẫn người yêu con gái các bạn mặc được. Và nếu như bạn đã có từng sử dụng qua hay là bạn đang có em này trên tủ thì đừng ngại ngần cái việc bình luận ở phía dưới và chia sẻ cảm nhận của các bạn như thế nào. Và nếu như có ai 9x đã từng trải qua em này thì cũng rất là mong các bạn có thể chia sẻ xem là các bạn có giống cảm nhận của mình hay không. Đừng quên like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để có thể cho nhiều người biết hơn đến kênh YouTube của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.